Hi, what's your name? I'm Kishu. Yeah. Xin hỏi là anh đến từ nước nào ạ? Where are you from? I'm from India. Anh đến từ Ấn Độ. Hôm nay anh đến trung tâm chăm sóc sức khỏe Thập Thông Liệu Pháp Phúc An để trải nghiệm chương trình gì ạ? Today you come here to just want to try to treatment quick one you treatment do your treatment here. I have got the treatment for the face and the treatment on the back. Some alignment with the chest and in the back also with the main thing what you want to do. No, the main thing I want the face, this nose is not straight, so today I have got that. Anh đến đây để trải nghiệm cái nắng chỉnh khuôn mặt, nhất là về cái mũi là nó hơi bị lệch một chút xíu, thì anh ấy đã được trải nghiệm về là mấy cô là làm cho cái lưng rồi cả vai rồi cả cổ rồi cả khuôn mặt thì nó thấy rất là dễ chịu, và cái mũi cũng được phục hồi, cũng được tạm một chút, nhìn đã điều chỉnh được. Anh có hài lòng về cái dịch vụ hôm nay khi tụi em làm cho anh không ạ? How you feel? You are very. Yes, it is better, but after the treatment, little feeling pain. But you feel that the how it affects of the treatment? No, treatment is effective, but only one time treatment. Maybe it is not so much visible, but repetition for 4-5 times, it will definitely have some visual results also. Anh cảm thấy là rất là giống như là cảm thấy nó khỏe ra, thấy rất là thoải mái. Cái việc mà anh muốn điều chỉnh thì cái mũi cũng cảm thấy là nó được điều chỉnh, nhưng mà anh nghĩ là cái điều chỉnh này nó phải đi dài một chút xíu, thì cái mới có một ngày thì nó chưa được giống như là mong muốn. Dạ, nhưng mà sau một ngày có nghĩa là một lần làm cho anh như vậy là anh cũng có thấy sự thay đổi trên cái gương mặt của mình nhiều rồi đúng không ạ? But after one time treatment, you already feel a lot of change in your face. Before it was so much diverted this side, now it is little aligned with the nose. Before it was also little bit down, now they have made the treatment, so it is little bit higher that side. Yeah. These cheeks are now little bit better than before. Yeah. So here the jaw alignment they have made, so that also, I feel here also some changes. Still I am feeling here that the alignment which they have made again. This is the most impacted area. Anh thấy là cái mũi của anh ấy là nó thẳng hơn một chút, và cái mũi nó bớt chúi xuống, bớt nó nâng cao lên. Cái gò má và cái xương hàm này cũng được điều chỉnh cho nó cân đối hơn. Anh ấy cũng có nhìn thấy gương trước và sau đó, rồi anh đã cảm thấy là có cái sự thay đổi. Anh có sẵn lòng sẽ giới thiệu người khác đến đây không ạ? You are ready to introduce your friend or other come to here to? I will sẵn. Anh nói tại sao mà có một cái phương pháp như vậy mà lại không giới thiệu cho những người quen thì sẽ giới thiệu. Anh nó cảm thấy là cái sự kỳ diệu của đôi bàn tay mà sử dụng cái phương pháp này không ạ? You feel very miracle about only the simple hand and the chisel. Yeah, definitely. It is only the skills. These are the skills of the person, what they have learned and how they apply. Yeah. So this is really very fantastic treatment. Anh nói là rất là tuyệt vời ạ, với chỉ một cái bàn tay mà đã có thể là điều chỉnh, nắm chỉnh để cái khuôn mặt nó hài hòa hơn, và cái sự khéo léo của cái người làm để tạo lên một cái điều tuyệt vời như vậy. Lời cuối là em xin cảm ơn anh rất nhiều đã đến trải nghiệm trong cái ngày khai trương của Trung tâm Thập Thông Liệu Pháp Phúc An ngày hôm nay. Và em hy vọng là sẽ được gặp anh sau những ngày sắp tới nữa để điều chỉnh cái khuôn mặt mình cho nó đẹp hơn và cân đối hơn nữa. Vì hôm nay là mình chỉ làm mới có một buổi thôi, và rất là hy vọng là anh cũng sẽ giới thiệu cho nhiều người biết đến cái phương pháp này hơn nữa. Last time, just want to thank you come here for the first time today, opening several meetings, and then also hope so you come here again for do more treatment, because only first time, so you do some more time, it will be more, make your face more balanced, more beautiful, and also hope you can introduce some of your fans or anyone you need, like need to adjust your face or anything, make your face the balance, health better even. Yeah, I also thanks to the faculty members here which have treated me very well.
taken me on the priority and given me the treatments. And really, it's fantastic to be here. And next time, really, I will come and I will take some of my friends here with Sudarshan. She will also be. Yeah. Thanks to all of you. He also would like to. Anh cũng muốn là cảm ơn chị và cô đã hôm nay đã điều chỉnh cho anh. Ngay khi anh đến thì đã hỗ trợ làm liền cho anh. Thì anh sẵn sàng là sẽ giới thiệu những người bạn của anh đến đây, và tất nhiên là anh cũng sẽ sắp xếp thời gian và đến đây được. Đến đây tiếp tục làm nữa để điều chỉnh cái khuôn mặt nó cân đối hơn, đẹp hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thank you very much.